Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Đằng Nhật Quang Trường nhé. Em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc lồi Tiger Tac Cook có chế độ lỗ cơm cháy. Thì chiếc này về ngoại hình mặt của nó là dạng là màu vân gỗ nhé các bác, màu vân gỗ này cực kỳ là bóng đẹp, đó. Đẹp không một vết chảy xước gì, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc này là nồi Tiger Tac Cook, chiếc này xem đời bao nhiêu này? Đời 2015. Có thể đời 2015 nhé, 2015. Ở chiếc lồi này thì nồi 1 lít nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Nồi có chế độ lỗ cơm cháy, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, các bạn nhìn. Giữa lòng xoong của nó thì nó chỉ có một cái vết rất là nhỏ này thôi, đảm bảo các bác là bao không dính cơm. Nồi vết này thì nó không bao giờ nó nổ đâu. Đó, xoong cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Chiếc nồi em đang bán giá 1.450.000 nhé. Nồi này nấu cơm cháy thì ngon lắm. Thì giòn của nó khác nào như mới rồi, xuất sắc luôn. Rất là đẹp. Giòn quá đẹp. Các bạn nào ưng thì liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Thì tất cả lồi này em đã test rồi nhé. Đây này, nấu chế độ gạo trắng này, chế độ cơm cháy này. Đó, chiếc lồi siêu đẹp, mặt cực kỳ bóng đẹp. 1.450.000 cho một chiếc lồi Tiger Tac Cook có chế độ nấu cơm cháy. Menu đầy đủ, tắt này, em dán đủ các chữ hướng dẫn đây rồi. Chọn menu này, đó, nấu nhanh nấu ngon này, xôi cháo gạo lứt đầy đủ, vệ sinh nồi. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.